Mọi người nha, bữa nay mình với Dũng Bình Tân đi tiếp tục ở Long Chào mọi An nha người mọi người. nha. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe và bình an nha. Rồi có gì có cá mình sẽ quay cho mọi người xem. Dũng bữa nay có Dũng mà toàn Trung bữa nay đuối rồi nên không có đi. Rồi phong cảnh câu thì khỏi nói hả mọi người. Mình câu cái mưa sau lưng mình ha mọi người. Rồi con đường làng quá đẹp. Rồi Câu ở gần anh cá không ăn nổi đâu. Tao vừa đã này rồi. Này quá phê mọi người ơi. Đây, sủi 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 ngon, còn dưới nha. Cái gì che máy không kìa, nhiều vô mà không ổn thì rút máy ra đi hả, nó đâu bự không phải không, hai bự cây đó con nào chặt chặt cỡ anh câu không, có thằng ở ở ngay chỗ Hòa Khánh nè, nó đi qua bên Tân Hưng đâu gịch rồi lấy tiền đó, không vậy không dính lại. Nó chỉ đi, nó không cầu thôi, nó chỉ đi xuống dưới đó nó cầu thôi, dứt điểm rồi đi xuống đó. Những cái dướng cạn xìu nữa đầy ở trong cái cỏ đây. Đó. Lấy tiền cái vàng phải không mày. Đó, ăn nhát quá. Cá ngộ đó. Gì ta? Gặp cái thả liền. Đó. Mày. Ôi trời ơi cá mà. Quá tê mọi người. Quá sướng quá sướng. Rồi ba ngón nu. Tê tái tê tái. Rồi để mình gửi nha. Đây. Dũng lên cái đầu đực nha mọi người. Giờ sọc. Xin đông ha mọi người. Rồi. Điều quá tê rồi. Mọi người không? Lên lia lịa mình còn đứng nóng. Quá đã. Tê bà ơi, tê 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 tê. Bà ơi, nó đã. Mày rồi. Quá đã rồi ơi. Đâu đeo đây luôn coi, Dũng lên luôn mọi người ơi. Lên hàng, lên hàng. Dũng lên Hugo luôn mọi người nè. Quá xá cả rô ngon. Rồi, để gỡ nha mọi người. Ôi, nó đã. Dũng lên cá rô mọi người ơi. Đem đôi coi, đem coi. Hết biết cá rô rồi. Dài như thước. Cá rô bự. Rồi,
luôn mọi người. Ừ, ông Dũng lên Hugo mà 5 ngón luôn mới ghê chứ. Ừ, ông cá rô. Quá tay rồi. Đó. Đó. Đó dính luôn rồi. Dụ dụ cho nó lặn cái nó nuốt. Dặn lấy tiền. Trời ơi hay quá làm ơi. Thằng ơi. Thằng hồi khủng mọi người ơi. Con này đúng nó đồng rồi. Câu cá câu ếch thấy gì làm đó luôn nha mọi người. Ếch chập bá chập tay mình á. Rồi để mình gửi ăn từ ở đảo. Nhớ đá thử rồi nè. Trời ơi, sao rồi. Mọi người đó rồi, để mình cho người để rớt. Ừ, hôn cá rô mọi người. Ừ, hôn cá rô bự mà hơi ốm mọi người, dài. Rồi, để nó gửi nha. Ừ, hôn cá rô. Gan tay mình đó mọi người. Ôi cái rô mặt xin lỗi mọi người ơi, trúng kèo ơi, quá là ba ngón nha mọi người, để mình gỡ tiếp mọi người ơi. Ăn luôn hả mày? Gì đây? Trời ơi, cái rô. Trời ơi. Để mình cho mọi người xem. Gì nữa đây?
trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi con cá rô. Còn nói gì nữa nè ông trời. Trời ơi con cá rô nè mọi người. Trời ơi. Thê tái luôn răng rồi mọi người ơi. Trời ơi. Rồi để mình gỡ nha. Phải bởi xảy à. Cái gì đây? Trời ơi, không? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Mình đã cho mọi người xem. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đừng giỡn nha. Đừng giỡn nha, đây mọi người. Quá tê hả mọi người, cá cỡ này mà giờ không tê người nữa thôi. Được, anh nó ốm hả mọi người, nên nó dài rồi cá. Rồi, để mình gỡ nha. Rồi, nãy giờ tê rung ngừ luôn mọi người. Rung ngừ luôn chứ không phải là lăn ngừ nữa. Cái rô ngon quá mọi người, xinh lét quá đã. Cái rô cũng ngon ớt mọi người, vàng ôm quá đã rồi. Tại rửa gì học tê cho rồi hả mọi người, nhất nhớ nhất xứ nhất xứ dòng thử coi. Cái nào nó cũng dướng nhanh cây. Trời ơi nó đâu. Quá tê mọi người. Trời ơi nó đen. Đen kỉnh. Thôi để mình gỡ nha. Con này chắc cũng 3 ngón hở rồi nha. Trời ơi, nó xanh, xanh lét. Để cho mọi người xem nè. Trời ơi, cá rô mọi người. Xanh lét hả mọi người. Rồi, để mình gửi nha.
cá đen châu Phi rồi, rồi. Xanh đen luôn mọi người. Trời ơi. Rôn này mọi người, quá đã. Đến gỡ nha. Kết thúc video đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video mình. Rồi, kết thúc nha mọi người. Thành quả cũng được mới rồi mọi người. Cá rô gì vậy? Dài như cá trào ớ. Ngồi ớ. Y như cá trào. Ở đây nhìn đỡ đỡ chút. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video mình nha. Chào mọi người luôn.